Những nhân vật tiêu biểu sinh ra tại Nghệ An, phần 1. Quý vị thân mến, Nghệ An nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, là thành đồng ao nóng. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt hay khi hòa bình thống nhất đất nước, trên vùng đất Nghệ An luôn xuất hiện những con người dũng cảm, can trường, viết lên thiên anh hùng ca thời đại. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin được tổng hợp 11 nhân vật tiêu biểu của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, sinh năm 1397, mất năm 1465. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí sinh ra tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay là xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. Nguyễn Xí là một vị đại tướng tài năng, đức độ dưới trướng Bình Định Vương Lê Lợi. Ông được coi như khai quốc công thần đến 2 lần của nhà Hậu Lê và đã từng phò tá đến 4 đời vua. Đây được xem là một kỷ lục trong lịch sử Việt Nam. Ông theo phò tá Lê Lợi năm lên 9 tuổi. Đến lúc Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa trước sau không rời, lòng trung nghĩa tỏ rõ, được Lê Lợi tin tưởng giao cho cùng chỉ huy đội quân Thiết Đột. Ngoài ra, Lê Lợi giao cho Nguyễn Xí nuôi đàn chó săn lớn tới hơn 100 con. Khi đó, ông dùng tiếng nhạc làm hiệu lệnh. Đàn chó nghe theo, lúc đến lúc đi đều nhau như một. Đội khuyển quân đã được Nguyễn Xí huấn luyện bài bản, chu đáo, tất cả đều điều khiển bằng hiệu lệnh, tiếng nhạc, nên từ ăn, ngủ hay tấn công phá địch đều thực hiện răm rắp theo ý chủ nhân, trở thành một đội quân đặc biệt mà vô cùng hiệu quả. Khi tấn công, Nguyễn Xí đeo lục lạc vào cổ và ra hiệu lệnh để sẵn sàng lao vào cắn xé kẻ địch không thương tiếc, cho nên đã khiến cho đội hình của kẻ thù rối loạn, giúp quân ta giành được khí thế cũng như lợi thế khi tấn công. Đoàn thần khuyển này đáng sợ đến nỗi Mã Kỳ, một viên tướng nhà Minh và binh lính, mỗi lần nghe tới tên đều cảm thấy khiếp sợ. Khi nghĩa quân Lam Sơn rút lên núi Chí Linh, Nguyễn Xí và bầy chó cũng đi theo tiếng gọi nơi hoang dã. Những con chó này đã biến thành những tay thợ săn điệu nghệ, lao vào rừng sâu, sau đó tha về những chiến lợi phẩm làm lương thực để cứu sống đoàn quân đang đói khát vì bị cắt đường lương thực. Trong suốt 10 năm nếm mật nằm gai chiến tranh gian khổ, Nguyễn Xí cùng đội thần khuyển đã tham gia vô số trận đánh lớn nhỏ và góp công không nhỏ vào chiến thắng cuối cùng của nghĩa quân Lam Sơn. Trong đó có các trận đánh tiêu biểu như vây lấy thành Đông Quan, tấn công thành Sương Giang và đã tiêu diệt vô số tên địch. Ngày Giáp Thìn 30 tháng 10 năm Ất Dậu 1465, Nguyễn Xí tạ thế, hưởng thọ 69 tuổi. Với những cống hiến lớn lao cho đất nước, cho nhân dân, Nguyễn Xí đã được tôn vinh không chỉ lúc sinh thời với những chức tước trọng yếu khác nhau, mà sau khi qua đời, công lao của ông vẫn được tỏa sáng. 2 năm sau khi ông mất, nhà vua cho dựng đền thờ ông theo chế độ quốc lập và quốc tế, sai Trạng Nguyên Nguyễn Trực viết văn bia để khắc vào bia đá. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sinh năm 1862, mất năm 1929. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc còn có tên là Nguyễn Sinh Huy, sinh ra tại xã Trung Cự, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân. Lên 3 tuổi mồ côi cha, 4 tuổi mẹ qua đời, cậu bé Nguyễn Sinh Sắc phải về ở với người anh cùng cha khác mẹ. Vốn thông minh, hiếu học, cụ sớm trở thành học trò giỏi có tiếng, được tôn là một trong Nam Đàn tứ hổ, gồm Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý, Trần Văn Lương và Nguyễn Sinh Sắc. Năm 22 tuổi, cụ được cha mẹ nuôi gả con gái là Hoàng Thị Loan. Đỗ cử nhân năm 1894 và phó bảng năm 1901. Năm 1906, cụ được triều đình bổ nhiệm chức thừa biện bộ lễ. Năm 1909, cụ nhậm chức chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Làm quan được ít lâu thì bị triều đình thải hồi. Đầu năm 1928, cụ về ở Cao Lãnh. Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Cao Lãnh, đứng đầu là Phạm Hữu Lầu, cho người sắp xếp cụ về ở nhà ông Năm Giáo. Hàng ngày, cụ đến tiệm thuốc Bắc Hằng An Đường ở chợ Cao Lãnh, xem mạch, ra toa, buổi chiều ở nhà làm thuốc. Người giàu cụ lấy tiền, người nghèo cụ xem rút và hốt thuốc không lấy tiền. Cuối tháng 11 năm 1929, cụ lâm trọng bệnh và qua đời, được đồng bào Hòa An, Cao Lãnh chôn cất tử tế bên cạnh chùa Hòa Long ở phường 4, thành phố Cao Lãnh. Trong thời gian tập kết chuyển quân năm 1954, mộ của cụ được bộ đội và đồng bào địa phương tôn tạo và bảo vệ trong suốt thời kỳ chống Mỹ. Sau năm 1975, mộ của cụ được kiến tạo, được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia.
Hàng năm có đến hàng trăm ngàn lượt đồng bào trong nước và khách nước ngoài đến viếng. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890, mất năm 1969. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn nhỏ có tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Hành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc cùng với nhiều bí danh khác. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại. Phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, với tên gọi mới là Văn Ba, người đã lên tàu Amiral Latouche-Treville rời bến cảng Nhà Rồng đi Marseille, Pháp. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh tiếp cận, nghiên cứu, sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển hướng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do người sáng lập vào năm 1930, cùng cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành. Con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với tinh thần, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, không có gì quý hơn độc lập tự do, thực hiện di chúc thiêng liêng của người, trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu Giang Sơn về một mối, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hồ Tùng Mậu, sinh năm 1896, mất năm 1951. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình giàu truyền thống khoa bảng và yêu nước. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động to lớn, cộng với truyền thống quê hương, gia đình đã sớm hun đúc tinh thần yêu nước cách mạng, căm thù đế quốc trong cậu bé Hồ Bá Cự. Để rồi từ một người yêu nước, Hồ Tùng Mậu đã trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông được giao nhiều trọng trách quan trọng. Dù ở cương vị nào, ông cũng xứng đáng là người lãnh đạo tận tụy, người cán bộ tận tụy, người đồng chí trung thành. Ngày 18 tháng 2 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138BSL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ. Ông được cử làm Tổng Thanh tra. Đầu năm 1950, Hội Việt Hoa Hữu nghị được thành lập. Ông được bầu làm hội trưởng đầu tiên của hội. Tại Đại hội Đảng lần thứ 2 vào tháng 2 năm 1951, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, ông hy sinh trên đường đi vào Liên khu 4 công tác do bị máy bay thực dân Pháp bắn trúng ô tô tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2008, ông được truy tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Giáo sư Cao Xuân Huy, sinh năm 1900, mất năm 1983. Giáo sư Cao Xuân Huy sinh tại làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, Phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình dòng dõi khoa bảng danh gia. Năm 1906, ông bắt đầu học chữ Hán với thầy của gia đình và được ông nội là cụ Cao Xuân Dục rèn cặp.
Năm 1915, ông thi hương tại trường thi Nghệ An. Sau đó ông đến Huế theo học bậc thành trung và tốt nghiệp năm 1922. Sau đó, ông theo học trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và tốt nghiệp năm 1925. Sau khi tốt nghiệp, ông bước vào cuộc đời dạy học trong 55 năm, chỉ gián đoạn chút ít. Năm 1926, ông gia nhập Tân Việt Cách mạng Đảng. Năm 1927, thực dân Pháp tấn công Đảng Tân Việt, ông bị giải chức, đày ra lao bảo, sau đó giải về Nghệ An, mãi đến năm 1929 mới được thả. Ông về làm công tạm cho nhà in Đắc Lập, Huế. Từ năm 1935, ông vào Sài Gòn dạy tư thục trung học Paul Domer và trung học Trấn Thanh. Năm 1945, ông được Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mời ra Hà Nội dạy môn triết học phương Đông tại Trường Đại học Việt Nam. Năm 1949, ông là giáo sư triết học của lớp Đại học Văn khoa đầu tiên do Bộ Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập tại vùng tự do Liên khu 4. Lớp có 7 học sinh tốt nghiệp trung học chuyên khoa. Năm 1951, ông được mời làm giáo sư trường dự bị Đại học Việt Nam tại Thanh Hóa. Tháng 12 năm 1954, ông được điều về Hà Nội giảng dạy môn triết học phương Đông, môn logic học và môn tâm lý học cho lớp Đại học Văn khoa, tiền thân của khoa Văn ngữ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1957, ông được mời sang khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy môn tâm lý học. Năm 1958, ông được phong chức giáo sư. Năm 1974, ông nghỉ hưu. Ông mất tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 10 năm 1983, thọ 83 tuổi. Ông được nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì năm 1960, Giải thưởng Hồ Chí Minh truy tặng năm 1996 cho công trình nghiên cứu Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu. Tên ông được đặt trong một số đường phố tại Việt Nam như tại phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985. Một phố tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và một con đường chính dài gần 1 km chạy từ bến xe khách Chợ Vinh, Nghệ An đến quốc lộ 1 tại thành phố Vinh. Tôn Quang Việt, sinh năm 1900, mất năm 1973. Tôn Quang Việt, sinh năm 1900 trong một gia đình nhà nho tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Năm 1923, ông ra Hà Nội học Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Năm 1925, ông cùng Đặng Thái Mai, Phạm Thiều sáng lập tổ chức Việt Nam Nghĩa Đoàn, tham gia đấu tranh đòi thực dân Pháp thả cụ Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 1926, ông cùng với Trần Phú, Vương Thúc Oánh sang Trung Quốc gặp các nhân vật trong Việt Nam Cách mạng Đảng. Ông bị Pháp bắt ở Móng Cái, sau đó bị đem về giam tại Hà Nội. Sau một thời gian, ông được tự do, tiếp tục bí mật hoạt động và dạy tại trường Trung học Tư thục Thăng Long. Năm 1927, ông tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1930, ông lại bị bắt và bị kết án tù 7 năm, đày đi Buôn Ma Thuột. Năm 1934, ông ra tù rồi bị quản thúc. Xin dạy học tại một trường tư thục ở Vinh một thời gian, sau đó ông vào Huế mở trường tư thục Thuận Hóa và bắt liên lạc với phong trào cách mạng nơi đây. Từ năm 1936 đến năm 1945, ông tham gia vào Mặt trận Dân chủ, phong trào Đông Dương Đại hội, tham gia Hội truyền bá quốc ngữ và sau đó hoạt động trong Thành bộ Việt Minh Nguyễn Tri Phương ở Huế. Sau cách mạng tháng 8, ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Kháng chiến đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên. Năm 1946, ông trở thành đại biểu Quốc hội khóa 1 và tham gia vào Ủy ban Dự thảo Hiến pháp Việt Nam năm 1946. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 1 đến khóa 4, đã từng đảm nhận nhiều chức vụ trong Quốc hội như Phó trưởng Ban Thường trực Quốc hội khóa 1, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 3, khóa 4. Ông còn là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Nhân dân Á-Phi của Việt Nam, Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt-Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Xô. Từ năm 1954, ông tập trung nghiên cứu về lịch sử và văn học, tham gia vào Ban nghiên cứu Sử, Địa, Văn. Ông mất đột ngột vào ngày 1 tháng 12 năm 1973 trong một chuyến công tác tới Bắc Kinh, Trung Quốc ở tuổi 73. Ông được nhà nước Việt Nam truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng. Hiện nay, tên ông đã được đặt cho những con đường ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội. Giáo sư Đặng Thái Mai, sinh năm 1902, mất năm 1984. Giáo sư Đặng Thái Mai, sinh ra và lớn lên ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nho giáo có truyền thống hiếu học.
Cha ông là cụ Đặng Nguyên Cẩn, là người có học thức uyên thâm, từng đỗ phó bảng, từng tham gia phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ cùng với các nhà cách mạng lúc bấy giờ như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Phong trào bị thực dân Pháp đàn áp, cụ Đặng Nguyên Cẩn cùng với các nhà yêu nước bị đẩy đi Côn Đảo. Ngay từ những ngày còn thơ bé, ông đã thể hiện sự hiểu biết sâu rộng của mình. Có lẽ tất cả sự hiếu học mà ông có là được thừa hưởng từ gia đình, đặc biệt là cha ông. Từng lời nói của cụ, lý lẽ của cụ đã được giáo sư Đặng Thái Mai tiếp thu, học hỏi, biến nó thành của riêng mình. Sớm đã chịu cảnh bị thực dân Pháp đàn áp, lớn lên, chàng thanh niên ấy đã hăng hái tham gia các phong trào cách mạng. Tiểu sử của ông gắn liền với từng giai đoạn của lịch sử nước nhà. Ông từng tham gia phong trào Mặt trận Bình dân, biên tập các báo tiếng Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương và là một trong những người sáng lập Hội truyền bá quốc ngữ. Thậm chí năm 1939, giáo sư Đặng Thái Mai còn được Đảng Cộng sản Đông Dương giới thiệu ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tuy nhiên, nhiều thế hệ học trò lại nhớ đến ông trong tư cách là một giáo sư văn học, một nhà nghiên cứu xuất sắc của Việt Nam trong thế kỷ 20. Không phải vì ông từng đảm nhiệm những trọng trách như Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam, Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Giám đốc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hay vì nhiều năm là Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, mà là vì chính vốn kiến thức uyên bác của ông. Trên cương vị là một thầy giáo, giáo sư Đặng Thái Mai đã đào tạo ra biết bao nhiêu cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Không chỉ là một nhà giáo mẫu mực, ông còn là một nhà trí thức yêu nước, một tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập noi theo. Về đời tư, giáo sư Đặng Thái Mai lập gia đình vào năm 1926. Vợ ông, bà Hồ Thị Toan, là con gái cụ Hồ Phi Thống. Ông bà sinh hạ được 6 người con, trong đó có 5 gái và 1 trai, tất cả đều có học hàm cao. Đặc biệt, trong 4 chàng rể hiền của giáo sư, nhà văn Đặng Thái Mai, thì có đến 3 người mang quân hàm tướng. Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư và Trung tướng Phạm Hồng Sơn. Võ Thúc Đồng, sinh năm 1914, mất năm 2007. Võ Thúc Đồng sinh tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vào Đảng lúc 16 tuổi, tham gia lãnh đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ngay trên quê hương Thanh Chương. Người cộng sản trẻ tuổi ấy đã bị thực dân Pháp xử án lưu đày 15 năm tù khổ sai chung thân. Ông bị cầm cố từ nhà tù Lao Bảo đến địa ngục trần gian Côn Đảo. Cách mạng tháng 8 như cơn lốc lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giải phóng 2.000 chính trị phạm Côn Đảo, trong đó có đồng chí Võ Thúc Đồng. Như cánh chim báo bão vừa thoát khỏi nhà tù thực dân, ông lao vào xây dựng chính quyền dân chủ của non trẻ ở Phú Yên, Khánh Hòa. Ông làm bí thư tỉnh ủy Kon Tum, Quảng Bình, rồi chủ nhiệm chính trị quân khu 4, chính ủy mặt trận Trung Lào, kiêm chính ủy trung đoàn 16 quân tỉnh nguyện. Từ lực lượng vũ trang, ông được điều về làm phó bí thư liên khu ủy. Năm 1959 đến năm 1971, ông làm bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 3 và khóa 4, từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên bang Xô Viết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, trưởng ban Nông nghiệp Trung ương. Những năm chống chiến tranh phá hoại ác liệt của không quân và hải quân Mỹ, Đảng bộ nhân dân Nghệ An thường xuyên bắt gặp phong thái tự tin, quả quyết của bí thư tỉnh ủy Võ Thúc Đồng. Ông có mặt hầu hết tại các trọng điểm bảo đảm giao thông dọc quốc lộ 1A, đường 7, đường 15A và dọc tuyến biển từ Lạch Cờn đến cảng Bến Thủy. Khi thì là chiếc xe gác 69 phủ xanh lá ngụy trang, có khi thì chỉ là chiếc xe đạp thống nhất bê bết bùn đất. Ông đến với cán bộ, công nhân phà Bến Thủy, phà Hoàng Mai, đại đội pháo mặt đất Nghi Yên, Quỳnh Long, đoàn phòng không 222, 283. Ông kiểm tra từng mố cầu, bến phà và đường kéo pháo vào trận địa. Ông từ trần hồi 16 giờ 57 phút ngày 27 tháng 3 năm 2007 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Đảng, nhà nước ta đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Với những thành tích cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ông đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước ta và các nước bạn. Đặc biệt, năm 2007, ông được truy tặng Huân chương Sao Vàng vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn, sinh năm 1916, mất năm 2022. Đồng chí Nguyễn Côn, bí danh là Nam, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1916 tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thường trú tại tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng vào tháng 2 năm 1936, vào Đảng tháng 10 năm 1937.
Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Côn đã đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 3, 4, 5, Bí thư Trung ương Đảng khóa 3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim, nay là Bộ Công thương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng, Trưởng đoàn Chuyên gia Kinh tế Văn hóa của Chính phủ Việt Nam sang giúp bạn Campuchia, Phó trưởng ban lãnh đạo đoàn chuyên gia của Trung ương tại Campuchia, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 12 năm Tân Sửu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 107 tuổi. Hơn 52 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác. Thượng tướng Trần Văn Quang, sinh năm 1917, mất năm 2013. Đồng chí Thượng tướng Trần Văn Quang, tên thật là Trần Thúc Kính, bí danh Bảy Tiến, quê quán xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thường trú tại số nhà 60 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Năm 1935, đồng chí tham gia Hội Ái Hữu hoạt động ở địa phương. Tháng 10 năm 1936, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí từng giữ chức Chủ nhiệm Tham mưu khu 4, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 304, Bí thư Sư đoàn ủy, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1961, đồng chí được chỉ định vào Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tham gia Trung ương Cục miền Nam, phụ trách quân sự. Từ năm 1966 đến năm 1973, đồng chí giữ chức Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Trị Thiên, Bí thư Quân khu ủy, Bí thư khu ủy. Từ năm 1974 đến tháng 10 năm 1977, đồng chí là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 1959, Trung tướng vào tháng 4 năm 1974 và Thượng tướng vào tháng 12 năm 1984. Đồng chí là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 3, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 3. Do có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Giáo sư Hoàng Đình Cầu, sinh năm 1917, mất năm 2005. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, giáo sư Hoàng Đình Cầu từ nhỏ luôn là một học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, ông theo học tại Trường Đại học Y Dược Đông Dương ở Hà Nội vào năm 1937. Năm 1944, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa, khóa cuối cùng của người Pháp đào tạo. Ông ra trường với tấm bằng bác sĩ phẫu thuật sau đó và làm giảng viên môn phẫu thuật và khoa ngoại Đại học Y và là bác sĩ nội trú ở nhà thương Phủ Doãn, nay là Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Tháng 9 năm 1945, ông phụ trách đoàn bác sĩ phẫu thuật lưu động vào các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phục vụ cho quân đội. Đến tháng 12 năm 1946, ông tham gia vào các hội đồng Hồng Thập đào tạo các lớp cứu thương phục vụ cho mặt trận thủ đô những ngày đầu kháng Pháp. Vào năm 1949, ông được cử giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Y sĩ Việt Nam đóng tại Thanh Hóa, khi đó ông mới 30 tuổi. Từ năm 1954 đến năm 1955, ông là Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn, nay là Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Từ năm 1955 đến năm 1958, ông đi tu nghiệp ở Moscow, Nga. Sau khi trở về nước, ông giữ chức vụ trưởng vụ huấn luyện, nay là vụ khoa học đào tạo. Từ năm 1971 đến năm 1989, ông được bầu làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Năm 1985, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Cũng từ năm 1985 đến năm 1989, ông giữ chức giáo sư, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời trong năm này, ông cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Việt Nam và trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Trên đây là 11 nhân vật tiêu biểu của tỉnh Nghệ An. Bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.